Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thánh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Barnaba và Saul đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Saul và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giuđa kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Seyut Phalut, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Barnaba và Saul đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ Saul, cũng gọi là Phaolô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình,
ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người. Người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt Dê trong xứ Pamphili. Nhưng giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt Dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ Pisidi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng: Hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá bãi dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Saul, con của Kishơ, về chi phái Benjamin trị họ trong 40 năm. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David, con của Jesse, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu. Trước khi Đức Chúa Giêsu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: Ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta. Ta chẳng xứng đáng mở dây dài ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giêsu này, nên lúc xử tội ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về ngài rồi, thì hạ ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo ngài từ xứ Galilee lên thành Jerusalem đã được thấy ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng: Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: Hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra,
chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đại Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Chương 7. Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi, thì các trưởng tộc của Israel, tức là các quan trưởng và những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân, đều đem dâng lễ vật của mình. Vậy các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va: 6 xe cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực, nghĩa là mỗi hai quan trưởng đồng dâng một xe cộ và mỗi một người dâng một con bò đực. Họ dâng lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy thâu nhận các lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc, và hãy giao cho người Lê-vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy Môi-se bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực, giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu Gạt-sôn 2 xe cộ và 4 con bò đực tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari 4 xe cộ và 8 con bò đực tùy theo chức phận của họ. Có Ithama con trai thầy tế lễ A-rôn làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kê-hát, vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được sức dầu, các quan trưởng dâng lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày nay, người kia thì ngày kia. Người dâng lễ vật mình ngày đầu là Nahashon, con trai của Aminadab, thuộc về chi phái Giu-đa. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nahashon, con trai Aminadab. Ngày thứ hai, Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng Isaka, dâng lễ vật mình. Người dâng một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Sua. Ngày thứ ba,
đến quan trưởng của con cháu Sa-bu-lôn là Eliab con trai của Hê-lôn. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Hê-lôn. Ngày thứ tư, đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elishu, con trai Sê-đêu. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishu, con trai Sê-đêu. Ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Simeon là Shelumien, con trai Suri-hadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Shelumien, con trai Suri-hadai. Ngày thứ sáu, đến quan trưởng của con cháu Gác là Eliasap, con trai Deuen. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliasap, con trai Deuen. Ngày thứ bảy, đến quan trưởng của con cháu Ephraim là Elishama, con trai Amihud. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishama, con trai Amihud. Ngày thứ 8, đến quan trưởng của con cháu Manasse là Gamaliel, con trai Phê-đác-sư. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai Phê-đác-sư. Ngày thứ 9, đến quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai Gideoni. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực
và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Gideoni. Ngày thứ 10, đến quan trưởng của con cháu Dan là Ahiese, con trai Amishadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân. Hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahiese, con trai Amishadai. Ngày thứ 11, đến quan trưởng của con cháu Ashe là Phagien, con trai của Abran. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Phagien, con trai Abran. Ngày thứ 12, đến quan trưởng của con cháu Nephtali là Ahira, con trai Enan. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dâng về cuộc khánh thành bàn thờ. Khi bàn thờ được sức dầu, 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng, mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siếc lơ. Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm cùng những của lễ chay cặp theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dâng về cuộc khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức dầu rồi. Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubim. Người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.